Xin chào quý phụ huynh và các bạn học sinh. Vậy là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã kết thúc được vài tuần và các bạn học sinh lớp 12 cũng đã nắm rõ được điểm thi của mình rồi đúng không nè? Bây giờ đang là thời điểm để các bạn đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất đối với bản thân mình trong việc chọn trường, chọn ngành học. Chỉ còn 5 ngày nữa, tính từ thời điểm hiện tại đến 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022 là thời hạn cuối cùng để các bạn thí sinh trên cả nước đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển không giới hạn số lần. Và các bạn lưu ý nha, trong năm 2022 này sẽ có những thay đổi so với những năm trước. Đó là mặc dù các bạn thí sinh đã được thông báo là đạt điểm sơ tuyển hoặc trúng tuyển có điều kiện rồi thì các bạn vẫn phải đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xét tuyển toàn quốc sau khi đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và mình nghĩ nhiều bạn đã có cho mình những lựa chọn riêng rồi, nhưng vẫn còn những bạn băn khoăn không biết là chọn trường gì và ngành gì để đăng ký nguyện vọng. Chính vì vậy, trong video hướng dẫn đăng ký chọn nguyện vọng thông minh ngày hôm nay, mình sẽ nêu ra vài lời khuyên để các bạn có thể xem xét và đưa ra những lựa chọn đúng đắn nhất cho tương lai của mình. Và trong việc chọn trường và chọn ngành học thì mình sẽ nói về việc chọn ngành học trước. Đối với việc chọn ngành học, bạn cần quan tâm đến 3 vấn đề sau. 1. Tìm ngành học theo sở thích đam mê của bản thân. Bởi vì khi bạn đam mê, bạn mới có thể theo đuổi lựa chọn của mình một cách quyết liệt và theo đuổi lựa chọn đó đến cùng. 2. Tìm hiểu về năng lực của bản thân. Chính là khả năng mà bạn có thể theo học và làm đúng với nghề mà mình đã chọn hay không. Bạn cũng phải xem xét, tìm hiểu thử ngành học mà bạn chọn, đòi hỏi những kỹ năng gì và xem bản thân mình có đáp ứng được hay không. Nếu như bạn cảm thấy không tự tin thì chúng ta có thể suy nghĩ lại để chọn ngành học khác phù hợp hơn. 3. Tìm hiểu nhu cầu của xã hội hay thị trường lao động. Đây là yếu tố luôn biến đổi không ngừng và ảnh hưởng trực tiếp đến sự lựa chọn nghề nghiệp của bạn. Chính vì vậy, bạn nên tìm hiểu thông tin, xem xét nhu cầu xã hội của ngành nghề mà bạn chọn để đưa ra hướng đi đúng đắn nhất. Và khi tổng hợp được 3 yếu tố trên đây, bạn sẽ tìm ra được ngành học phù hợp với bản thân mình hơn. Nên là hãy dành thời gian nhiều để tìm hiểu những yếu tố mà mình vừa chia sẻ nha. Sau khi tìm được ngành học phù hợp, chúng ta hãy đến với bước tiếp theo là chọn trường nha. Đối với việc chọn trường thì các bạn cũng nên cân nhắc những điều sau đây. 1. Chọn trường học phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình. 2. Tham khảo điểm chuẩn của các trường đại học trong những năm gần đây và so sánh mức độ chênh lệch điểm như thế nào để định hình chọn trường đại học. 3. Phân tích chính là việc dựa vào số điểm bạn đạt được và tham khảo điểm sàn xét tuyển của các trường để chọn trường phù hợp. Thông qua những điều mà mình vừa chia sẻ, hy vọng là các bạn sẽ đưa ra được những lựa chọn phù hợp nhất trong việc chọn trường và chọn ngành học. Và đừng quên, bạn hãy tham khảo thêm ý kiến của gia đình hoặc thầy cô cho quyết định quan trọng này nha. Còn bây giờ, khi đã biết rõ mình muốn học ngành gì, học trường nào rồi, thì các bạn sẽ tiến hành đăng ký nguyện vọng theo hình thức trực tuyến với các bước sau đây nha. Bước 1. Hoàn tất phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Bước 2. Truy cập vào website thisinh.thitotnghiệp.thbt.edu.vn để đăng ký nguyện vọng. Sau khi màn hình giao diện hiện ra, bạn tiến hành điền các thông tin đăng nhập. Lưu ý, mật khẩu để đăng nhập hệ thống là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi. Trường hợp bạn đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì dùng mật khẩu đã thay đổi. Bước 3. Kiểm tra thông tin học bạ trên hệ thống. Sau khi đăng nhập, góc bên trái màn hình có chữ tra cứu. Bạn hãy nhấp vào đó và nhấn vào mục học bạ trung học phổ thông. Nhấn vào mục lớp để xem học bạ các năm học lớp 10, 11, 12. Bước 4. Đăng ký nguyện vọng trực tuyến. Bạn vào phần phiếu đăng ký, truy cập vào mục đăng ký nguyện vọng trực tuyến. Màn hình sẽ hiển thị bảng thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Lúc này, bạn hãy đọc kỹ và điền thông tin cho chính xác, sau đó bấm lưu thông tin đăng ký xét tuyển sinh. Bước 5. Thêm nguyện vọng. Đến bước quan trọng nhất rồi đây, hãy bình tĩnh để thực hiện thao tác một cách chính xác nhất. Bạn hãy nhấp chuột vào nút thêm nguyện vọng ở góc phải màn hình và điền các thông tin, thứ tự nguyện vọng, trường, ngành, tổ hợp môn rồi nhấn nút chọn. Ví dụ, nếu bạn muốn đăng ký vào ngành dược học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành với nguyện vọng 1 thì hãy thực hiện các bước như sau. Mục nguyện vọng bạn bấm vào số 1. Chọn mã trường Đại học Nguyễn Tất Thành là NTT Đại học Nguyễn Tất Thành. Mã ngành nhập 7720201. Tại mục phương thức xét tuyển sẽ hiện lên hai phương thức,
điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc xét kết quả học bạ. Nếu bạn chọn xét kết quả học bạ, tại mục tổ hợp môn, bạn sẽ chọn tổ hợp môn cao điểm nhất của mình nhé. Vậy là bạn đã xong bước chọn nguyện vọng rồi. Nếu muốn chọn thêm nguyện vọng 2, 3, 4 thì các bạn cũng làm các bước tương tự. Và đừng quên nhấn nút lưu thông tin. Bước 6. Hoàn tất đăng ký. Sau khi nhập thông tin hoặc chỉnh sửa xong các nguyện vọng, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. Thí sinh chọn nút xác nhận đăng ký để lưu thông tin các nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Bước cuối cùng chính là việc thanh toán cho các nguyện vọng mà bạn đã đăng ký. Mỗi nguyện vọng tương ứng với 20.000 đồng. Còn một điều cần lưu ý nữa đó là các bạn chỉ được gọi trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất. Chính vì vậy, các bạn nên ưu tiên các nguyện vọng từ cao đến thấp, phù hợp với khả năng và mong muốn của bản thân để dễ dàng trúng tuyển ngay từ nguyện vọng 1 nha. Chọn ngành, chọn trường là bước ngoặt ảnh hưởng lớn đến tương lai của các bạn. Chính vì vậy, các bạn hãy dành thời gian để nghiên cứu, phân tích và đưa ra những lựa chọn sáng suốt nhất. Đừng để đến sát ngày mới tìm hiểu rồi đưa ra những lựa chọn vội vàng đáng tiếc sau này. Hôm qua video vừa rồi sẽ phần nào giúp các bạn gỡ rối trong vấn đề chọn ngành, chọn trường. Chúc các bạn 2K4 đăng ký thành công. Và để trở thành thần dân của trường Đại học Nguyễn Tất Thành thì hãy nhớ mã ngành của trường là NTT cùng mã ngành tương ứng, sau đó bấm chọn nguyện vọng 1. Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sắp tới.